Hello, xin chào mừng toàn thể quý anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân đang đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh, nơi mà quý anh chị có thể trao gửi niềm tin, nơi mà quý anh chị có thể tìm thấy cho mình những sản phẩm bất động sản sạch, giá rẻ, pháp lý rõ ràng để đầu tư sinh lời, thay đổi cuộc sống cũng như để an cư lập nghiệp sớm hơn một chút quý anh chị nhé. Và gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh rất là vui. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư chuẩn bị đón một năm mới nhiều niềm vui mới, nhiều sức khỏe mới, an khang và thịnh vượng. Hôm nay thì Biển Xanh vẫn tiếp tục có mặt trong khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, tọa lạc ngay tại mặt tiền đường tỉnh Lộ 9 thuộc xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với địa phận của xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là 8 km và cách trung tâm Sài Gòn, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà là 35 km quý anh chị. Hôm nay Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị mình tham quan một sản phẩm ký gửi mới, đó là một lô đất nằm ngay con đường trục chính này quý anh chị nhé. Đây là một con đường trục chính mà mọi phương tiện lưu thông thì đều phải đi qua con đường này, và những con đường trục chính như thế này thì lòng đường rất là to, vỉa hè rộng lên đến 5m, và cái lô này thì có diện tích là 8 x 20, 160m², hướng nam, mặt tiền view hồ sinh thái, đường trục chính. Và cái lô này thì do anh chủ đất cũng đang cần tiền cho nên là muốn bán nhanh, giá chỉ có 2 tỷ 200 triệu, bao mọi thuế phí sang tên quý anh chị nhé, không phát sinh thêm bất cứ một chi phí nào. Và đây là một vị trí cực kỳ là sáng trên cung đường này, nhưng mà nó cũng tùy lô tùy vị trí, mà cái lô này thì nó rất là sáng và đẹp quý anh chị nhé. Giá 2 tỷ 2 là giá bao mọi thuế phí sang tên, không phát sinh thêm bất cứ một chi phí nào. Từ cái cây này mình đo ngang sang là 8m, sâu đụng xuống phía sau là 20, tổng diện tích trên sổ là 160m², đất thổ cư 100%, sổ hồng riêng, nằm ngay mặt tiền đường trục chính, phía trước là hồ sinh thái. Nước đem lại tài lộc cho con người, do đó mà phía trước chúng ta mà có hồ có sông như thế này thì những cái vị trí như thế này mình xây nhà lên bao nhiêu là tài lộc nó thu hút hết vào trong nhà của chúng ta rồi. Cho nên đây cũng là một vị trí phong thủy cực kỳ là đẹp quý anh chị nhé, để mình có thể sở hữu. Hướng nam là một trong những hướng cực kỳ là mát, và khi mà chúng ta mua được những cái vị trí hướng nam như thế này, đẹp như thế này, lại nằm ngay trục chính thì giống như là chúng ta đang có được một người vợ hiền, một người vợ đảm vậy quý anh chị. Do đó mà những anh nào mà đang đi tìm những cái vị trí bất động sản đầu tư sinh lời, thấy cái vị trí này của Biển Xanh quay thì mình có thể là cân nhắc xem xét. Và cái vị trí này là một vị trí nó vô cùng là tiềm năng để mình có thể kinh doanh buôn bán quý anh chị nhé. Và vỉa hè phía trước thì nó cực kỳ là to, vỉa hè rộng lên đến 5m, mình sẽ vô cùng thuận lợi để buôn bán. Và đây lại là con đường trục chính cho nên là mọi phương tiện lưu thông muốn đi vào bên trong khu dân cư, đi vào kỳ quan thì đều phải đi qua con đường này. Và cái khu này thì tổng diện tích là 107 hecta, và vẫn còn đang tiếp tục mở rộng thêm 49 hecta nữa. Do đó mà nơi đây đang cực kỳ là phát triển. Quý anh chị và các bạn hãy nhanh tay chọn cho mình một vị trí bất động sản trong khu này để dành để đầu tư sinh lời hoặc an cư lập nghiệp quý anh chị nhé. Cát Tường Phú Sinh, nơi cuộc sống tốt đẹp hơn, nơi đất lành chim đậu, nơi đây không khí vô cùng là trong lành và mát mẻ, không khói bụi, không ồn ào, không kẹt xe, đặc biệt nhất chính là không ngập nước quý anh chị. Và cái lô này thì sổ hồng riêng rồi quý anh chị nhé, pháp lý vô cùng là minh bạch và rõ ràng. Mình mua là chỉ việc đi sang tên công chứng đăng bộ theo quy định của nhà nước, không phát sinh thêm bất cứ một chi phí nào. 2,2 tỷ là giá chốt, bao tất cả thuế phí cho chúng ta thôi quý anh chị nhé. Quý anh chị và các bạn còn chần chừ gì khi mà thấy cái vị trí này nó phù hợp với nhu cầu của mình, phù hợp với quỹ tài chính của mình, thì hãy nhanh tay nhấc máy gọi cho Biển Xanh qua số điện thoại 0377304018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.